chết động vậy? Long nhận qua đâu không? Rồi. Rồi. Cái thứ hai. Bên âm thanh ánh sáng xin mời trong trọng lên anh dừng cái đó lên để chúng tôi được và tặng quà trong 20 tháng 11 luôn. Đó, tất cả âm thanh ánh sáng sân khấu. Rồi, đứng lại. Bây giờ xin phép cả nhà nha, là lý do đáng lẽ tặng sao chuỗi cho cả nhà, nhưng mà sao chuỗi từ ở bên Pháp Ý Nhật nó mới đem qua cho sư phụ nè, luôn tặng ở đây đó. Đây là gỗ quá thạch, xin tặng cho gia đình anh Khoa. Gỗ quá thạch này là lý do là gỗ ở Trung Quốc nó làm á, nó lấy đá tập nham. Cho xin phép sư phụ giới thiệu về độ gỗ quá thạch này là gỗ mà bên Trung Quốc nó làm á, nó sai đá tập nham rồi nó bỏ sợ tử bỏ màu vô rồi in thành bột đá đeo không bao giờ nó lên màu mà nó không ảnh hưởng về sinh mạch. Còn gỗ này á, nó trầm tích với lòng đất cả triệu năm, sư phụ đem về xay làm từng viên nhỏ mình đeo để cả luôn có tim mạch cũng ổn định, tim mạch và huyết áp của mình, nên sư phụ đeo là hồi giờ sư phụ không có bị bệnh. Mà sư phụ làm việc rất nhiều là nhờ gỗ quá thạch này. Nên hôm nay á thì cái duyên cái phước của gia đình anh Khoa sao không biết nè, tôi vừa gặp á thì người ta vừa đem cái sao chủ này đến tặng đến giao cho tôi. Thì bây giờ xin phép bà con đừng buồn tôi ngay. Bây giờ xin đáng tặng anh Khoa không? Tặng không cho một tràng pháo tay với anh. Rồi. Xin tặng anh Khoa hình như là mặt kinh. Mở anh Khoa đâu? Đó. Ba tuổi gì? Nhâm thiên là mừng thủy. Rồi. Kinh mà. Anh Nguyễn ơi, tao đem má sao chủ lên giùm thằng ấy. Con. Rồi. Con. Bây giờ xin tặng cho Đan, với lại anh em phía sau nó đưa đây. Rồi. Rồi. Má tuổi gì? Thổ sinh kim. Xin phép bà tặng cái âm thanh. Con tuổi gì? Rồi. Con tuổi Thân, thầy tuổi Phạm. Con tuổi gì? Rồi, ơi, được chưa? Đã là tất cả đã tự nhiên thôi. Rồi, xin cảm ơn anh Khoa, cảm ơn gia đình. Nay cả gia đình lên thăm với tôi là quý lắm rồi, quý lắm. Xin về thanh thanh bạch đây. Thầy mời anh Khoa có vài lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thầy. Kính thưa các quý vị quan khách cũng như các quý vị đại biểu cùng các thầy cô giáo và các em học sinh tại Chùa Lá thân mến, hôm nay thì đúng là cái duyên, và nói về duyên thì thật sự là mình không có bao giờ mà sắp đặt trước, thật sự vậy. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 11 thì cũng có dự nhiều lễ của các trường khác mà dành một thời gian trong buổi chiều hôm nay để đến với Chùa Lá, và đã được nghe tiếng thầy từ lâu rồi. Và
hôm nay mới được có duyên đến với chùa thầy. Và thật sự là trước khi mà gặp thầy á, thì thấy cái chương trình hôm nay rất là vui, rất là hoành tráng, rất là lộng lẫy. Yeah. Chứng tỏ thầy có một sự chu đáo rất là bài bản. Và sau khi gặp thầy thì cái sự gần gũi và để mà trả lời được câu hỏi là tại sao là thầy được nhiều người quý mến như vậy. Yeah. Và không còn phải giải bày gì nữa, và cái sự gần gũi của thầy đó là một sự tuyệt vời nhất. Yeah. Thì nhân ngày 20 tháng 11 thì đại diện cho cả gia đình của chỗ khoa thì cũng xin trân trọng chúc và tri ân tất cả tấm lòng của các thầy cô giáo đã cùng cộng tác với thầy tại chùa Lá này để mà dạy dỗ các thế hệ học sinh được tiếp cận với các năm sáu ngoại ngữ. Và đặc biệt là rất trân trọng, rất kính mến và rất là trân quý tấm lòng của thầy và vô cùng biết ơn thầy. Yeah. Thì khoa cũng có các cái hoạt động thiện nguyện này kia, nhưng mà hôm nay được gặp thầy, được tiếp xúc thì thật sự là cái tình cảm này sẽ bền vững, và sau này có duyên thì sẽ tiếp tục cùng với thầy để mà làm nhiều chương trình khác. Yeah. Thì đó là cái duyên, và chân thành cảm ơn thầy, chúc cho thầy, quý thầy cô cũng như là toàn thể đạo hữu ở đây một đêm thật vui vẻ, sức khỏe và mọi sự thành công, hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin được cảm ơn anh Hoa đã đại diện cho đại gia đình có đôi lời chia sẻ rất là chân tình. Xin mời anh Minh. Anh Minh ơi, anh có đôi lời chia sẻ nhé. Dạ, em mời anh. Dạ, mình là trưởng ban của quỹ bảo trợ chùa Lớn Gò Vấp. Hôm nay cũng vinh dự được sư phụ tổ chức cho Ngày Nhà Giáo Việt Nam, thì cũng mời gia đình tới dự. Xin cảm ơn sư phụ rất nhiều, và xin chúc các thầy các cô một ngày trọng đại, một ngày thật ý nghĩa. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Minh. Cảm ơn. 1, 2, 3 từ từ nha. 1, 2, 3. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Bạch. Cảm ơn đại gia đình anh Khoa. Xin được cảm ơn và mời tất cả quý vị sẽ trở về vị trí an toàn. Chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình văn nghệ tiếp theo.